Ngộ các chư vị bạn hữu, ngày hôm nay Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 295 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thừa Quán. Nếu yêu thích, chư vị có thể bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Và đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Mộ xin chân thành ơn. Hả? Người muốn biết rõ giải quyết như thế nào sao? Trương Huyền dừng bước, quay đầu nhìn sang. Đúng. Bóng người nhẹ gật gật đầu. Nếu như có thể nghe người nói, ta là cảm kích khôn cùng. Đối phương chỉ cần liếc mắt đã thấy ra được thiếu sót ở trong công pháp của hắn. Hiện tại hắn cũng không có dám nói chuyện thuộc công pháp cho đối phương nữa, chỉ hy vọng có thể ở trước khi hắn biển mất biết được phương pháp tu luyện chính xác của hành giả vô cùng. Nhẹ nhàng cười cười, Trương Nguyên chắp hai tay ra sau đít, mang theo một cỗ khí thế vô danh, tựa như là cầu thiên đi tới. Bắt ta làm thầy, ta lại liền truyền cho ngươi. Nghe xong, bóng người thoáng một cái lảo đảo, theo chút nữa thì không có khống chế được, tiêu tan ngay tại chỗ. Tàn hồn của hắn ở lại chỗ này là vì để thu đệ tử, truyền lưu lại tuyệt học của mình cho đời sau. Mà không phải là để bái sư à? Rất thì hay rồi, ngược lại đệ tử thì hắn không có thủ nuôi, đối phương ở đây lại muốn bản thân hắn bài sơ, phiền muộn để cho hắn tức như là sắp nổ. Mà bật quá cũng không có trách đối phương được. Lúc vừa mới gặp mặt hắn đã từng nói muốn đạt được truyền thừa của hắn là phải nhập vào môn hộ, bằng không ta làm sao mà dạy ngươi được tuyệt học. Bằng không danh bất chính ngôn bất thuận. Hiện tại muốn đối phương truyền thụ tự nhiên là cũng phải giống nhau, bằng không người ta dựa vào cái lông gì mà truyền thụ cho hắn cả chứ. Lắc lắc đầu, bóng người không hề yêu cầu nữa mà lại ngẩng đầu nhìn lại. Thôi, thông qua được chỗ này mới tính chính thức là tiến nhập vào trong di tích. Ở đằng sau độ khó lại càng lớn hơn, hy vọng người có thể càng đi càng xa. Nói xong, thân ảnh của hắn càng lúc lại càng mờ nhạt. Xem ra, dựa theo tình huống lúc trước, hắn có lẽ vẫn là còn có thể duy trì được một đoạn thời gian, mà hiện tại lại bị đả kích, rốt cục là hắn kiên trì không còn nổi nữa. Bóng người phải biến mất, bia đá trước mắt cũng là răng rắc giòn vang, xuất hiện ra vô số vết rách, chỉ trong thời gian nháy con mắt đã là vỡ vụn ở trên mặt đất. Hả? Ngươi vẫn là con chưa có nói tên của ngươi à? Không ngờ tới đối phương lại biến mất nhanh như vậy, Trương Huyền Kim Long không được mà ngẩn ngơ. Kỳ thực nó là có thể sửa lại theo suất của hành giả vô cương, chỉ là dụ dỗ đối phương lui ra thử tịch. Lúc trước hắn nhìn công pháp cấp bậc đều rất là thấp, cùng với cái loại võ kỹ thượng đẳng này căn bản là không có cách nào để mà dùng hợp. Bởi vậy mặc dù hắn biết được điểm thiểu sót, nhưng muốn nói ra điểm chính xác hắn lại làm không được. Còn đối phương ở đây về mặt thành khẩn là muốn học tập hắn. Rơi vào trong đường cùng, hắn đành phải dùng lời nói của đối phương mà tiến hành phản bác lại. Mà không ngờ tới lời cũng vừa mới dứt, đối phương đã liền biệt mất. Được bí tịch hành giả vô cùng của người ta, kết quả ngay cả tên của người ta cũng là không biết. Đa tạ công pháp của tiền bối, phải bối nhất định là sẽ phát dương quảng đại, không có phụ nhắc nhở cùng với lại ủ ấy. Nhìn bia đá vỡ vụn ở trước mắt, Trương Huyền kêu gối ở trên mặt đất, ánh mắt đầy thành khẩn. Vô luận như thế nào, cái bộ công pháp này của đối phương đã làm cho hắn toàn tâm mà cúi đầu. Mà đây cũng không phải chỉ là lý giải, cũng là một loại tôn trọng phát ra từ nội tâm. Mà bật quá, tuy bộ hành giả vô cương này rất là lợi hại, nhưng hiện tại ta lại không có cách nào để mà tu luyện. Bài xong, lại nhớ tới bộ công pháp vừa học, Trương Huyền tràn đầy sự bất đắc dĩ. Chân khí cùng nhục thân của hắn đã phù hợp với điều kiện rồi, coi như là luyện thành thể triển cũng sẽ không hao hết chân khí, nhục thân không có chịu nổi mà tàn vỡ. Mà điểm mấu chốt duy nhất ở đây lại chính là bộ công pháp này thiếu sót thực sự quá là nhiều. Lại để cho hắn không có muốn luyện à? Dù sao đệ nhất trọng thiểu sót thì có thể dẫn tới hai mắt mù loà, còn hắn lại không có muốn bởi vì tu luyện một bộ công pháp mà lại biến thành mù loà à? Xem ra hắn là phải đợi đi ra khỏi di tích, tìm kiếm thân pháp cấp bậc cao hơn mà dung hợp lại hình thành công pháp hoàn mỹ rồi lại nói sau. Dù sao thế đạo thân pháp đối với hắn đã nói là đủ rồi, không cần phải bi qua hoa liều.
Thôi, ta đi về trước. Không còn tiếng giò kêu, có lẽ bọn hắn đã từ trong trạng thái đặc thù mà tỉnh táo lại. Cũng không có xoắn suýt pháp quyết tu luyện hành giả vô cường nữa, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, thẳng tắp mà bay đi. Phần mọi người bị ma ẩm mê hoặc, không có cách nào mà không chế được bản thân. Ma ẩm biến mất, có lẽ đã từ trong y cảnh đặc thù mà tỉnh táo lại, tìm được phương hướng rồi. Một đường phi hành, thu hồi trận kỳ phân biệt phương hướng lúc trước đã bổ chỉ xuống. Lần nữa, hắn trở lại địa phương lúc trước chia ra với đám người ngủ sư. Mà vừa mới cúi đầu nhìn lại, hắn lại không còn nhiều mày. Ở nơi này cũng chẳng có một bóng người nào nữa, ngược lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Tại ở trên mặt đất, vô số hố to như là rừng, giống như là vừa mới trải qua một trận chiến đấu rất là tàn khốc, bốn phía đều là máu tươi. Hả? Xảy ra cái chuyện gì vậy? Năm đấm của hắn không tự chủ được mà siết chặt lại. Đám người ngổ sư đều là cường giả thánh vực tử trọng, thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Hả? Vậy là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, lại có thể để cho bọn họ đánh nhau kinh liệt như vậy? Thậm chí, ngay cả cái lông gì là cũng không có kịp lửa lại. Ê, mình lấy chỉ hắn! Biết rõ mọi người khả năng là gặp phải nguy hiểm, cũng không có dám dò dự. Ở trong ánh mắt hiện hiện lên hỏa văn, nhìn lại bốn phía. Rất nhanh, một dấu vết nhàn nhạt xuất hiện ở trước mắt. Biết rõ mọi người nhất định là rời đi theo hướng này, Trương Huyền tăng thêm tốc độ, lập tức đuổi theo. Hả? Lạ gì lỉnh tông? Đi về phía trước một lát, lần nữa phát hiện ra một địa phương giao chiến. Lần này, không chỉ có máu tươi của nhân loại, lại còn có cả hai thi thể của diễn linh tộc bị chém giết. Nguy rồi! Cúi đầu vừa nhìn thoáng qua, đồng tử của Trương Huyền không khỏi co rụt lại. Nghiên cứu thi thể người khác, khả năng là cần thời gian rất lâu mới có thể phỏng đoán được thực lực của đối phương như thế nào. Nhưng hắn có minh lý chỉ nhãn, có thể nhẹ nhõm mà phân biệt rõ. Liệt thấy hai diễn linh tộc kia, thực lực ít nhất cũng đạt tới được thánh vực tạm trọng. Mà người mạnh như thế, chỉ sợ ở dưới trướng của Thanh Điền Hoàng cũng được cho là không yếu. Tinh thần khẽ động, Tô Diệp Vương xuất hiện ở trước mắt. Này, hai người kia, ngươi lại có nhận thức được không? Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn lại. Căn cứ trong khoảng thời gian này trải qua, không chỉ bọn hắn muốn tới di tích này, Thanh Điền Hoàng là cũng đang chú ý tới. Mà đột nhiên, ở đây lại xuất hiện ra diễn lệnh tộc, khẳng định là có quan hệ. À, bẩm báo thiểu chủ, hai người kia ta không có nhận ra. Bật quá, nhìn quần áo của bọn chúng mặc, hay là thuộc hạ của Thạch Diệp Vương. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng, nhìn ngó một lát, Tô Diệp Vương nói. Hả, Thạch Diệp Vương? Trương Huyền nhíu lông mày lại. Theo như lời của đối phương nói, một trong thượng ngũ vương là người xếp hạng thứ tư, Thạch Diệp Vương. Vâng, Thạch Diệp Vương lấy nhục thân nổi tiếng, công pháp vận chuyển toàn thân như là hòn đá, phong ngữ vô địch. Làn da của hai người này khổ gốc, thổ rắp, không có mềm mại như là bình thường, hay là thuộc hạ của hắn, cũng là học tập qua công pháp cùng loại. Tô Diệp Vương phân tích nói. Nghe xong, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Vừa rồi, hắn đã dùng minh lý chỉ nhãn mà quan sát liền phát hiện ra, hai người kia là giả khổ nứt, sắc mặt như là than trì, tựa như là tảng đá vậy. Còn tưởng rằng là diễn linh tộc cơ chế hoàn cảnh quá kém đã ra biển chất, mà không ngờ tới lại là tu luyện công pháp đặc thù. À, Thạch Diệp Vương, nhục thân của hắn là vô địch, tu vi lại càng đạt tới được thánh vực tứ trọng đỉnh phong, coi như là ta gặp gỡ cũng là chạy được bao xa thì chạy, đám người ngu sứ đụng phải chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Biết là sẽ ra chuyện gì, Tô Diệp Vương nói. Nghe xong, Trương Huyền cho đầy vẻ lo lắng, cũng không có thêm lời nữa, nhìn theo manh mối dấu vết tiếp tục mà đuổi tới. Đi về phía trước một lát, lại nghe được phía trước nổ vang. Ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, mới đèn giảng đầy, tiếng sấm lảo nhanh. Không gian trận pháp này cực kỳ là tương tự về ngoại giới, có ẩm áp, rất lạnh bốn mùa thay đổi nhau, tự nhiên là cũng có sấm sét nổ vang. Hả? Bọn hắn tiến nhập vào nơi này sao? Thấy dấu vết thẳng tắp tiến nhập vào khu vực lồi điện, Trương Huyền không khỏi nhăn lông mày lại. Loại lồi điện này cực kỳ là đáng sợ. Coi như là hắn thấy là cũng không có muốn tiền vào. Tiến nhập vào nơi đây, chỉ cần hơi không cẩn thận, lập tức sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà mọi người lại có thể tiến nhập vào nơi đây, vậy xem ra bọn họ đã gặp phải nguy hiểm lại còn đáng sợ hơn ở trong tưởng tượng. Đáng ra ta nên lưu lại Thiên Nguyệt Đỉnh. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ tự trách. Vốn hắn nghĩ không hề có nguy hiểm gì nên là lấy đi Kim Nguyệt Đỉnh,
nhưng nằm mơ hắn cũng không có ngờ tới lại là đụng phải dị linh tộc. Thiểu chủ, lối đình này cực kỳ là đáng sợ, chúng ta đã đi vào sau. Chứng kiến lôi hại ở trước mắt, Tô Diệp Vương rụt cổ lại. Người trước cứ tiến vào trong thiên nghĩa phong xảo đi. Biết rõ là nhiều người thì nhầm mục tiêu, tinh thần của Trương Huyền khẽ động, thu Tô Diệp Vương vào trong không gian rời trì. Hắn đang định đi vào, trong lòng lại khẽ động, hắn lại lập tức ngừng lại. Sau đó, hắn tìm địa phương ẩn nấp, khoanh chân mà ngồi xuống, chuẩn bị cho thỏa đáng. Vũ hồn nhẹ nhàng mà nhoáng một cái từ trong mi tâm mà nhảy ra ngoài. Hiện tại hắn lại không rõ ràng được tình huống của mọi người, ở đằng sau có dị linh tộc đối diện hay không cũng đều không được rõ ràng. Nhưng thần đi vào rất dễ dàng bị lôi đỉnh vây khốn, vô cùng là phiền toái. Hơn nữa tốc độ của nhục thân quá là chậm, xa xa không bằng vũ hồn. Vũ hồn của hắn lại thuộc về rừng thuộc tính, hơn nữa là vô hình vô chất, chỉ cần không chủ động hấp dẫn, lôi đỉnh liền khó là có thể phát hiện. Thu nhục thân vào trong không gian rời chi, vũ hồn cầm chặt không gian rời chi, nhảy mắt, đây lần chui vào địa vực tràn đầy lồi điện. Minh lý chi nhãn lập lòe, dọc theo mặt đất lưu lại dấu vết, rất nhanh đi về phía trước. Lôi đình có sạch qua dấu vết, hầu như là thấy không được rõ lắm. Cũng chỉ có hắn có nhãn lực kỉnh người mới có thể đuổi kịp. Một khi đổi lại thành những người khác, cho dù có là ngủ dư, cũng chẳng có bất kỳ biện pháp tốt con mẹ nào cả. Phi hành một lát, sau đó, hắn cảm thấy ở phía trước lên khí kịch động. Thấy âm chiến đấu sẽ lẫn cả lôi đình chuyển tới. Nhìn về phía trước, chỉ thấy ở chính giữa lôi đình là một thành chân thuật nhìn cực kỳ là cũ kỹ. Tại ở nơi đây, lôi đình tựa hồ bạc nhược yếu kém hơn không ít, xa xa cũng không có hùng mạnh bằng bề ngoài. Hai nhóm người đang đánh nhau hưng hực đầy khí thế, 7-8 dây linh tộc vây ở chung quanh. Đám người ngô sơ thì khoanh chân ngựa ở dưới đất, sắc mặt trắng bệch, tất cả đều bị trọng thương. Này, Tân Diệp Vương, kẻ nào là Thanh Diệp Vương mà người nói? Đối phương có thể đánh đám người ngô sự như này tất nhiên là không hề đơn giản. Trương Huyền cũng không có số đột tiền lên mà là câu thông với thiên nghĩ phòng sau. Thiểu ra ở nơi đây không có Thạch Diệp Vương, có lẽ đây tất cả là thuộc hạ của hắn, từng cái là hùng hãn không có sợ chết và qua cổng kính. Nhìn ngó một chút, Tô Diệp Vương chợt ẩm tới. Hả, không có sao? Nghe là không có Thạch Diệp Vương phòng ngự vô địch, Trương Huyền nhẹ nhàng mà thở ra. Sau đó, vũ hồn của hắn nhoáng một cái, tiến nhập vào trong tổ ong, trở lại nhục thân. Sau đó, lại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện. Hắn là con át chủ bài đầy đủ sức lực duy nhất ở trong mọi người, mà muốn cửu người chỉ có thể một kịch tật chúng. Bằng không một khi mà bị vẩy công, coi như con là hắn, mọc cánh cũng là khó thoát. Này, đỉnh đỉnh, một lần nữa, ta và ngươi chung một chỗ mà cổng kích, đồng thời mà xuất thủ. Kim Nguyên Đỉnh cũng là phong đà, trong huyền âm thầm mà bản giao. Hãy yên tâm để thiểu ra, ta là sẽ đốt đám người kia thành than. Kim Nguyên Đình tràn đầy sự hưng phấn. Nó luôn luôn là hiểu chiến, cơ hội tốt như này làm sao nó có thể buộc ta. Lên. Tìm đúng thời cơ, thấp giọng mà hô một tiếng, Trương Huyền đi tàu mà sổng tới. Thiên đạo thần pháp vận chuyển cũng chẳng có bất kỳ dừng lại, thẳng tắp mà đụng tới một dị linh tộc. Hiện tại nhục thân của hắn có thể so sánh ngang với thành khí, cương rắn đụng mà nói so với sử dụng ba luận bên khí gì lại còn muốn lợi hại hơn. Diện linh tộc bị hắn đụng trúng, bị đâm chết ngay tại chỗ, đang định tiếp tục tiến công, bật chợt lại nghe được ở sau lưng ngao ôm một tiếng, Kim Nguyên Đỉnh đã vào tới trước mặt, hình thái trở nên to lớn, lôi đỉnh mãnh liệt mà đập xuống. Lập tức khoảng tầm 6-7 đầu diện linh tộc bị nện thành bánh thịt. Thằng tên lục chết cũng là chẳng hề biết chuyện gì xảy ra. Thấy được màn kia, Trương Huyền không khỏi ngẩn ngơ, cái miệng thì há tỏ ra. Vốn cho là hắn cương rắn xông vào đã rất lợi hại rồi, nhưng nằm mơ cũng không ngờ tới, Kim Nguyên Đỉnh lại còn mạnh hơn, căn bản là không ở chung một cấp bậc. Mà lúc này, Phong Mô xin quay ngược thời gian trở lại vài phút trước. Không ngờ tới, Ngô Như Phong ta sẽ bị một đám dễ lệ tộc, tôi vì cũng chỉ là thanh vực tam trọng với cổng tờ chết. Ngồi ở dưới đất, sau mặt của Ngô Sư chẳng bạch, quay đầu nhìn thoáng qua mọi người cách đó không xa. Lúc trước trong ánh mắt tràn đầy sự tự tin, mà hiện tại đó là tràn đầy sự bỉ ai. Vừa rồi Trương Sư đi tìm phương pháp giải quyết, mà âm cũng mới biến mất được khổng lâu, bọn họ đã liền gặp được cái bọn dị linh tộc này. Ở dưới mà âm giải vò, nguyên khí của mọi người vốn là bị tổn hao nhiều, chân khí đã hao tổn tới cả 7-8 phần, ngay cả khí lực đi đường là cũng không có, vẫn là còn chưa có kịp khôi phục, cho nó chỉ là đổi chiến.
bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Tới nơi này, đây là bản thân dùng ra lực lượng lớn nhất, chiếm giết được hải tên, kết quả lại bị một thanh vực tư trọng dây linh tộc đánh trọng thương. Tuy lần này tới dị tích, bọn hắn đã ôm quyết tâm hẳn là phải chết. Nhưng cho tới hiện tại, ngay cả bóng người đám người trong dẫn khâu cũng là không thấy thì đã bị diệt chết, thực sự là có chút làm không cam. Mới để một chút nhất, đường đường thân là danh sư thất tình thượng phẩm lại chết ở trong tay diễn đỉnh tộc, quả thực là không khỏi có mức biệt khuất rồi à. Ê, thực sự, nếu như không có cách nào mà chống cự, chúng ta liền tự bạo. Ta không có muốn chết ở trong tay bọn hắn, biết đến bộ thịt thế. Nhìn diễn linh tộc trước mắt công kích lại càng ngày càng hùng mãnh, hắn hộ trưởng cá chặt hàm răng. Thân là nhân loại, một khi mà bị diễn linh tộc chém giết, thi thể sẽ bị bọn hắn mượn dùng, cho dù là cỏ chết, chết cũng là không được nhắm mắt. Bị làm nhục, còn không bằng một lần nữa tự bạo tử vong, có lẽ vẫn là còn có thể ôm đối phương độc quỷ vụ tận, cũng coi như là chết có ý nghĩa được rồi. Ơ, đừng! Cá chặt hàm răng, mọi người đồng thời nhận gật gật đầu. Mặc dù ở đây có rảnh sư, có triển sư, lại còn có cả trận pháp sư, nhưng tất cả đều là nhân tộc. Hẹn gặp lại rảnh sư ở đường, hẹn gặp lại nhân tộc, hẹn gặp lại nhiệm vụ chúng ta chưa có hoàn thành. Cặp khái một tiếng, mọi người đang định bùng tha cho chồng cự, lựa chọn tự bạo, nhưng bất chợt lại chứng kiến được một thân ảnh thẳng tắp mà lao tới. À, trưởng sư! Thấy rõ được dung mạo của đối phương, mọi người sẽ chặt nằm đấm, kích động tới mức sắc mặt thâu hồng. Vốn tưởng rằng hà là phải chết không thể nghi ngờ, mà không ngờ tới, trường viện trưởng cuối cùng vẫn là chạy tới. Dừng mắt nhìn lại, chỉ thấy trường viện trưởng cũng chẳng hề có bất kỳ chiêu số con mẹ nào cả, lại cưng rắn mà vọt tới. Chỉ một cái, lên chân một diễn linh tộc trở thành bành thịt. Cách đó không xa, Kim Nguyên Đỉnh lại còn mạnh hơn, lần chưa cả 10 thước, từ trên không trung mà rớt xuống, ngay tại chỗ, nên là đẹp đẹp cả 6-7 cái. Kim Nguyên Đỉnh tấn cấp thành khí trùng phẩm, sức chiến đấu hiện tại đã có thể so với thánh vực tứ trọng đỉnh phong. Mà với quanh bọn họ, bất quá tu vi cũng chỉ là thánh vực tam trọng mà thôi. Một khi mà phạt lực, trốn cũng là trốn không thoát, không lâu sau đó đã bị nện thành bánh thịt nát. Không, chứ là không vội giết. Đâm chết một cường giả dễ linh tộc, Trương Huệ đang muốn mở miệng mà ngăn cản, liền phát hiện tất cả dễ linh tộc vây công đều là chết rồi. Lời nói mới ra phần nửa, kinh ngạc ở trong miệng, rốt cuộc là nói không lên lời được nữa. Vốn hắn còn nghĩ, bắt sống một tên mà tiến hành thẩm vấn. Mà ai ngờ, gia hỏa kia tốc độ quá là nhanh. Hắn mới chỉ giết được một tên, mà đối phương đã làm thịt hết mấy tên còn lại. Hắn có muốn ngăn trở cũng là không kịp. Lắc lắc đầu, Trương Nguyên đi tới trước mặt của mọi người. Ê, các người không có sao chứ? Bằng vào nhãn lực của hắn, có thể thấy được thân thể của tất cả mọi người đều là không nhẹ. Muốn cứu chữa, khả năng là cần phải tiêu phí công phu thật là lớn. Đã tại trường viện trưởng. Trên đây cảm kích mà nhìn thoáng qua, mọi người riêng phần mình từ trong không gian giới chỉ lấy đã đan dược chữa thương, nuốt xuống. Tuy là rất muốn nói chuyện, thế nhưng hiện tại, thương thế thực sự quá là nặng. Biết ra bọn hắn đều là có thủ đoạn chữa thương, Trương Huyền cũng không có nhiều lời mà đứng ở tại nguyện chỗ, lại nhìn về phía của mọi người. Càng xem, lông mày của hắn nhíu lại càng chặt. Không lâu sau đó, Ngô Sư đi đầu mà khôi phục một ít, chậm rãi mở mắt lại. Thời điểm thân lực của bọn hắn bị tổn hao nhiều, bị diễn linh tộc vây công, coi như là có môn phản kích, cũng là không có quá nhiều lực lượng, lúc này mới dần tới bị động như thế. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, dù cường giả thánh vực tứ trọng của đối phương tới trên cả hải vị, cũng có thể thong dòng mà ứng đối. Hả? Tới cùng là sẽ là chuyện gì vậy? Trương Huyền nhìn qua. À, là như vậy, Trương Sư vừa mới đi khổng lâu, chúng ta lại lên bị vẩy công. Ngô Sư kỳ cạc nói qua tình huống lúc đó một lần. Nghe rõ chuyện đã trải qua, biết rõ dễ lên tập vây công bọn họ, cũng không phải là đáng sợ như mình nghĩ. Lúc này, Trương Huyền mới nhẹ nhàng mà thở ra, không nhịn được hỏi. Hả, mới lạc sở đâu, sao nàng lại không ở cùng các ngươi? Vừa tới lên là thầy được, Lạc Nhược Hy cũng không có ở trong đám người. Nguyên nhân lại chính là vì như thế, hắn mới là cho này sự lo lắng. À, mà ẩm biển mất, Lạc Sư giống như là phát hiện ra cái gì đó, nên là phải mau chóng mà tới xem. Nàng lạc đã đi rồi, cụ thể là đi tới nơi nào, chúng ta là cũng không biết. Ngô Sử nói. Vì Lạc Nhược Hy kia, mà ẩm vừa mới biển mất, nàng liền bàn ra một câu, xoay người rời khỏi. Mà rời đi không tới 2 phút, Di Linh Tộc đã tới vẩy công.
nếu như nàng ở đây, mọi người chắc là cũng không có thảm như vậy. Hả? Không biết. Trương Huyền nhíu lông mày lại. Hả? Mọi người gặp Diễn Liên tộc, nàng không phải cũng gặp chứ? Nhưng mà như vậy, cũng là thiếu chút nữa thì toàn còn bị giết. Một người làm sao mà trông cho lại được đấy? Hả? Mà từ, các ngươi vừa mới nói, lại còn có một vị thánh vực tứ trọng Diễn Liên tộc tiến hành công kích các ngươi. Vì hiện tại, hắn lại đi nơi nào rồi? Vừa rồi Ngô Sư đã từng nói, còn có một vị Diễn Liên tộc thực lực cường đại công kích bọn họ. Lúc này, bọn họ mới là tàn tác như thế. Nếu như hắn đoán không sai, hắn người kia là Thạch Diệp Vương. Hả? Mà vì sao đối phương lại không có ở nơi đấy? Có thể nào đối phương là phát hiện ra Lạc Nhược Hy đuổi theo rồi giết đi hay không? À, tên kia tiến nhập vào nơi đấy, sau đó dặn dò một tiếng lên là trực tiếp đi về phía trước, giống như là muốn tìm kiếm bảo vật gì đó, thời gian là chậm chạy không được. Hắn để cho thuộc hạ vây công và giết chúng ta. Hàn hội trưởng nói. Trải qua điều tức, hắn cũng là khôi phục lại không ít. Tuy thương thế ở trên người rất là nghiêm trọng, nhưng cũng đã không giống như là lúc trước, tuy thời vẫn lạc. Hả? Tìm kiếm bảo vật sao? Ờ, không phải phát hiện ra Lạc Nhược Hy là tốt rồi. Nhẹ nhàng thở ra, hắn lại mở miệng bản giàu. Này, Kim Nguyễn Đình, ngươi ở nơi này bảo hộ cho mọi người, ta sẽ đi tìm Lạc Nhược Sư trở về. Cũng chẳng có muốn đi quản Thạch Diệp Vương là muốn làm gì. Ở trong lòng hắn, Lạc Nhược Hy mới là điểm trọng yếu nhất. Rời khỏi mọi người, lại bởi nhờ lực lượng của vũ hồn. Lần nữa, hắn rời khu vực lổi đình, rất nhanh mà tìm kiếm. Không lâu sau, quả nhiên là bị hắn phát hiện ra tung tích. Nữ hải này, đang đứng ở trước mặt bia đá nghiền nát, đôi mi thanh tú nhíu lại, không chẳng biết là nghĩ cái lòng gì nữa. Này, ngươi không có bị sao chứ? Hắn vội vàng đi tới trước mặt. Thấy hắn đi tới, Lạc Nhược Hy cười cười. Ừ, ta không sao. Hả? Mà làm sao vậy? Xảy ra cái chuyện gì sao? Ờ, là đám người Ngô Sư xảy ra chuyện rồi. Ngay sau đó, Trương Huyền kể càng nói qua sự tình vừa rồi gặp phải. Hả? Diễn Liên tộc công kích sao? Đáng giận, xem ra đám người kia hẳn là đi theo đằng sau chúng ta mà vào. Lạc Nhược Hy hừ lạnh một tiếng. Phía ngoài phong ấn phá dày để cho đại môn không còn ngăn trở nữa. Bọn Diễn Liên tộc này hẳn là theo ở phía sau mà lặng lẽ vào. Nghe xong, Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Hả? Mà từ từ, cái bia đá này là người làm hư hay sao? Lạnh Nhược Hy chỉ về phía trước. Trương Huyền có chút lúng túng. Tuy không phải hắn là tự mình phá hủy, nhưng cũng là có quan hệ trực tiếp. Nói là hắn làm hư cũng là không đủ. À, bia đá này là có chút kỳ quái, người là có phát hiện ra hay không? Cùng với thạch bích khắc chữ ở phong thanh đài lại là cùng một loại chất liệu. Hơn nữa, không gian trận pháp này cùng với lúc trước không sử lưu lại quyển sách kia cũng là cực kỳ tương tự. Như là phát hiện ra cái gì đó, là Nhược Hỷ nói. Hả? Trương Huyền sững sờ. Đối phương vừa mới nói như vậy, thực sự hắn thấy là có chút giống nhau. Càng đã tưởng tự, có thể nói phòng thanh đài có với nơi đây là không xa. Loại vật liệu đá này tồn tại thời gian dài, vì vậy là liền lựa chọn. Nhưng không gian tưởng tự thì lại có chút nói không thông. Và chẳng lẽ cái di tích này thật là có quan hệ với khổng sử sao? Trong lòng hắn khẽ động. Lúc trước mọi người đã từng phỏng đoán qua, hai địa phương này khoảng cách gần như vậy có phải là có liên quan hay không? Mà cuối cùng bởi vì liên lụy khổng sư nói là thận trọng, hắn cũng không có thảo luận gì nữa. Mà không đúng, bia đá này là ta kịch hoạt, ta ở bên trong là đi ra một lao giả. Nhớ tới một sự kiện, Trương Huyền nói. Lúc trước cái vị lao giả kia rất rõ ràng là người sáng tạo ra di tích. Vô luận là bộ dáng hay là lời nói cử chỉ đều không thể nào là khổng sư. Hả? Vậy lão giả kia tên gọi là gì? Nghe được hắn kích hoạt bỉa đá, Lạc Nhược Hy vội vàng nhìn lại. Hả? Tên sao? Hắn là trưởng nói, chỉ là một truyền thụ cho ta một bộ thần pháp được gọi là hành đạo vô cương. Trương Huyền giải thích. Ờ, tên của đối phương hắn vẫn là còn chưa có kịp hỏi, đối phương đã liền biến mất. Hả? Hành đạo vô cương? Vậy... Nhân tịch sang lên, Lạc Nhược Hy như là nghĩ tới điều gì đó. Ngươi đã từng nghe qua bộ thần pháp này rồi sao? Thấy được biểu lộ của nàng, Trương Huyền hỏi. Ừ, nếu thực là hành giả vô cương, ngươi gặp phải người kia, hẳn là không ngô cổ thánh. Lạc Nhược Hy nhẹ gật gật đầu. Hả? Không ngô cổ thánh? Trương Huyền nhíu lông mày lại. Ờ, cái tên này, ta lại giống như là đã từng nghe qua. Đế quân phong ấn ở dưới hồng viện danh sư học viện là chính là hắn tự mình mà lưu lại.
Lúc trước, khi hắn tiến nhập vào trong địa quật, bàn tay tiếp xúc với phòng ấn biết được lại lịch, là một vị cường giả được gọi là không ngủ lửu lại. Vậy chẳng lẽ, lão già vừa rồi hắn muốn thu làm đệ tử kia là chính là cái vị tiền bối này lưu lại tàn hồn? Run run một cái, Trương Nguyên không khỏi chảy ra mồ hôi đít. Thời điểm tiếp xúc với phòng ấn, biết rõ vị cường giả này khủng bố, tuy tiện bố trí ra phòng ấn, ngay cả danh sơn cầu tinh cũng không thể nào mà phá vỡ. Mà bản thân hắn lại muốn thu đối phương làm đổ đệ. Vậy có phải là gan của hắn có phải là quá mập rồi hay không? Mà kể ra là cũng may mắn, đối phương là cũng không có tức giận. Bằng không, coi như có là tàn hồn, việc giết chết hắn cũng chỉ là sự tình chỉ trong nhảy mắt. Ừ, vì cổ thanh này đối với không gian lý giải rất là mạnh, rất nhiều tên điểm phong ấn ở trên trường ngoại vực đều là do hắn bố trí. Nhẹ gật gật đầu, ánh mắt của Lạc Nhược Hy tỏa ra ánh sáng. Mà điểm một chút nhất, vì không ngô cổ thanh này tuy không phải là đệ tử của Khổng Sư, nhưng là một trong các tùy tùng của hắn, một thân tu vi sâu không thể nào mà lường được đâu. Khổng Sư ở đâu, hắn là liền ở đó. Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ở trên thực tế lại như là huynh đệ vậy. Ngay cả thất thập nhị hiền được Khổng Sư chân truyền cũng phải tôn xưng một tiếng là không ngô sư thúc. Hả? Không ngô sư thúc sao? Ừ, đúng vậy. Không ngô cả đời đi theo Khổng Sư, năm đó vì để ngăn cản lại dễ lĩnh tộc, lấy thân hóa thành phong ấn ngăn cản thiên công. Hắn ở trong danh sử đường được thờ phụng kính ngưỡng, công hiến là vô cùng to lớn, tuyệt đối là được sắp xếp trước năm. Nói tới Khổng Ngô, ánh mắt của Lạc Nhược Hy lộ ra vẻ tán dương cùng với lại sùng bái. Nguyên nhân lại chính là vì như thế, rất nhiều hậu bối của danh sử đường đều là vô cùng tôn trọng hắn. Ta cũng chẳng nói người khác, thanh nguyên phong hào đế quốc danh sử đường cầu đường chủ lại chính là người sùng bái cuồng nhiệt của hắn. Hả, Trường Sư, ngươi làm sao vậy? Đang cảm khái, Lạc Nhược Hy liền chứng kiến Trương Huyền ở một bên, chẳng biết từ lúc nào đang ngồi bệt ở trên mặt đất, biểu hiện ở trên mặt là xoắn xuýt, tựa như là bị người đánh sau góc tới nơi. Không, không có việc gì. Dùng rằng mới đứng dậy, Trương Huyền chỉ cảm thấy toàn thân buồn rôn. Hắn lại có thể để cho không ngô của thánh bài sư. May mắn, không có bị những người khác phát hiện ra. Bằng không, chỉ là đám người ngô sử thôi, thì có thể là tươi sống mà đập chết bản thân hắn. À, vừa rồi, ta là cảm ứng được nơi đây, tờ hồ là xuất hiện ra một tàn hồn lợi hại, ẩn chứa khí tức của thời thượng cổ. Ta mới lại rời khỏi mọi người tới đây, mà không ngờ tới, vừa tới đã không thấy tâm hơi gì nữa, nguyên lai lại chính là không ngô cổ thánh. Hả, mà hành giả vô cương của hắn, ngươi là đã học xong chưa? Lạc Nhược Hỉ hỏi. Ê, không, ta là còn không học. Chưa người lắc lắc đầu. Hả, không học sao? Ừ, mà cũng đúng. Ta đã từng xem qua ghi chép tương quan rồi. Bộ thần pháp này danh khí là vô cùng lớn. Đối với nhục thân cùng với chân khí yêu cầu cực cao, không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Ngươi là không cần phải gấp. Thầy hắn thất hồn lạc phách, còn tưởng rằng là không có học thành được thần pháp mà ảnh này, Lạc Nhược Hy lại ăn ui. Biết rõ chuyện này không có biện pháp để mà giải thích, Trương Nguyên đành phải đau khổ mà gật đầu cười. À, mà bộ thân pháp này ở trong danh sư đại lục có thể sắp xếp tới 3 hạng thứ đầu. Về sau, coi như là người có tu luyện cũng phải là cẩn thận mà sử dụng. Bằng không, một khi mà bị người hữu tâm phát hiện ra, phiền toái là không có ít đâu. Lạc Nhược Hỉ nói tiếp. Tuy danh sư chú ý quỷ củ, nhưng cấp bậc quả cao cũng sẽ khiến cho người ta động tâm. Tựa như là Trương Huyền hiện tại, tôi còn trẻ thân lực lợi hại như thế. Không phải là không có người ngập nghé, mà là danh sư cùng với danh sư được trần nhiếp. Nếu như không phải Dương Sư xuất hiện có mấy lần rồi, tất cả mọi người đã biết rõ rồi, hắn là có được một lão sư đáng sợ, khẳng định sớm đã bị người vây công, trở thành chuột bạch mà nghiên cứu. Mà thần pháp hành giả vô cường kia, nó cũng là như vậy. Nó có mức là cường đại, lại liên lụy tới cả không ngô cổ thánh truyền thừa. Một khi mà để lộ ra tin tức, danh sư cố kỵ thần phận không có dám cưỡng đoạt. Nhưng một ít kẻ tàng tù, chức nghiệp đặc thù, nên là vô cùng có khả năng không có quan tâm. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn một mực muốn điều thấp. Hết thầy, vẫn nên là cần phải cẩn thận cho thỏa đáng. À, đã tạ nhắc nhở, ta nhất định là sẽ chú ý. Trương Huyền nhẹ gật gật đầu. Ừ, nếu như không có cổ thánh có thể đi ra một lần, ở đằng sau, khẳng định còn sẽ có thân ảnh của hắn. Chúng ta nhanh đi tìm đám người ngô sư đi. Nếu thành Diệp Vương người nói xuất hiện lần nữa, vậy thì là phiền toái to rồi đấy. Thầy hắn tinh thần không được phần chấn, Lạc Nhược Hy cười cười. À, đúng, ở đằng sau vẫn sẽ có xuất hiện, đi. Trường Huyền vẫn là chưa kịp nói chuyện lâu mạng lục trước, nghĩa ở đằng sau, không ngô cổ thánh vẫn là còn có thể xuất hiện, lập tức hắn nhẹ nhàng mà thở ra. Ờ, cũng đúng, vừa rồi hắn gặp phải cũng chỉ là một tàn hồn mà thôi,
đằng sau khẳng định vẫn sẽ lại còn gặp, không lắm thêm một lần nữa hắn cứ xin lỗi là được. Việc các bác hiện tại cũng không phải là xoắn xuýt những cái chuyện này, mà là tiếp tục tiến nhập vào trong tìm kiếm lão viện trưởng, phá hư cơ động của diễn linh tộc. Bằng không, một khi mà để cho bọn họ thực hiện được âm mưu gì, nên là thực sự xin lỗi cái vị cổ thánh này rồi. Cũng chẳng có quá nhiều do dự mà lùi lại, hai người thẳng tắp bay về phía của lôi đình. Còn chưa có tới trước mặt, lại chợt nghe lôi mình bạo ngược, nổ vàng kịch liệt, tựa hồ như là thiên địa một xẻ nát. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của Trương Nguyệt sẽ chặt lại. Vừa rồi hắn tới, tuy lôi đình cũng rất là cuồng bạo, nhưng so với hiện tại lại còn kém một đoạn thật là lớn. Nếu như nói lúc trước chỉ là một cơn mưa nhỏ, mà hiện tại tuyệt đối lại chính là mưa to gió lớn, căn bản là không ở chung một cấp bậc. Vô số lổ điện liên tục mà công kích tới trên mặt đất, rậm rạp và đầy chẳng chịt. Ta ở trước mắt nổ ra một mảnh cháy đen, khu vực lúc trước hoàn chỉnh lại trở nên giống như là địa ngục, khiến cho người ta chùn bước. Hả? Xảy ra cái chuyện gì? Sao đột nhiên lại trở nên cuồng bạo như thế? Trong ánh mắt tràn đầy sự sốt ruột. Thương thế của đám người ngổ sơ vẫn là còn chưa có chuyện để mà khôi phục trở lại, mà lôi đỉnh hiện tại đột nhiên lại trở nên hùng mãnh như thế, vô cùng có khả năng là gặp được nguy hiểm. Tới cùng là xảy ra chuyện gì lại để cho lôi đỉnh chi hải nguyên bản bình an lại biến thành cái dạng này chứ? Ê, làm sao mới đi vào được đấy? Ngay sau đó hắn không khỏi như lông mày lại. Lôi điện thừa thớt mất nhà vũ hồn, hắn là còn có thể tránh né, mà hiện tại nhiều như vậy, bốn phía đều là bảo phù. Coi như là thân pháp của hắn tốt, phản ứng mau lẹ cũng là trốn không có thoát, tránh cũng là không được. Người vẫn là còn chưa có đi vào cũng sẽ bị oanh kích thành cặn bã, còn làm sao mà có người được đây? Lôi đỉnh này có mực là dài đặc rồi, cường đoán đi vào mà nói khẳng định là không được đâu. Lạnh Nhược Hy cũng nhíu lông mày lại, tự hồ ở trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp tốt nào cả. Vậy trước ngươi cứ đi vào thiên nhiên phong xảo đi, ta là nghĩ biện pháp mà thử xem. Dừng lại một lát, Trương Huệ nhìn về phía của nữ hài. Thiên nghĩ phong xào là công nạp trong một chỗ, để cho phong mẫu thuần phệ không gian gấp của phong thanh đã hình thành. Bởi vậy, ở trước mặt của nữ hài cũng không coi là bí mật. Ừ, được. Chờ chờ một chút, nữ hài gật gật đầu. À, mà ngươi nhất định là phải cẩn thận. Để cho nữ hài tới nhà vào bên trong, Trương Huệ lập lại chiều cũ, lần nữa vô hồn lì thề, cắn răng mà một cái bảy vào. Lối điện cuồng bạo như này trực tiếp mà tiền nhập, coi như là nhục thân đạt tới được thành khí cũng sẽ bị chém thành thịt nát, coi như có là vũ hồn đi vào cũng là tốt nhất. Hồn phách là vô hình vô chất, một khi mà bị lối điện tập kích, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống là không ít. Hắn vừa mới tiền vào, lên chứng kiến mấy đạo lối điện lập tức từ phía trên mà bổ xuống rơi vào ở trên người. Toàn thân của hắn cứng ngắc, đau đớn tựa hồ như là muốn lăng trì hắn vậy. Nhịn không được mà nghiền răng, cảm thấy linh hồn như là muốn tản vỡ. Mà may mắn, hắn là tu luyện thiên đạo cổng pháp, linh hồn không có thuộc tính ẩm hàn, bằng không, lần này hắn đã liền vẫn lạc rồi. Nhưng dù vậy vẫn là như trước, hắn cảm giác được như là có vô số cương châm đâm vào ở trên thân, như là nhận lại hình phạt phanh thây xé xác vậy, tuy thật là không có chịu nổi bất tỉnh ngay tại chỗ. Đau, thực sự là quá đau, khả năng hiện tại, hắn là kiên trì không nổi đi tới được trước mặt đám người ngủ dư, hắn đã đau tới mức ngất đi rồi. Thân thể rụt rầy, khuôn mặt trông huyền khó coi. Một đợt tủ luyện, lực lượng ý chí của hắn rất là kiên cường, nhưng đối mặt với đau đớn kinh liệt như này, vẫn là như trước, hắn cảm thấy là kiên trì không nổi, tuy thân là có thể hồn mê. Khoảng cách ở nơi đây với đám người ngô sự ở cổ thành, vẫn là còn khoảng cách rất là xa, một mực thừa nhận mà nói, khẳng định là hắn kiên trì không nổi. Không, không kiên trì nổi cũng phải kiên trì, vô hồn cũng không có chịu nổi, với ta sợ, đám người ngô sư lại càng khó ứng phó. Hắn nhấn mạnh lên. Hồn phách cũng khó lòng mà có thể thừa nhận như vậy. Vậy đám người ngô sư thân ở trong trung tâm lổ điện khẳng định là càng thêm phần nguy hiểm, nhận định hắn là cần phải mau chóng cứu ra lại nói. Các răng kiên trì, hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Tuy vô hồn vô hình vô chất, nhưng lôi điện ở trên không trung thực sự quá là dày, công kích liên tục. Chỉ cần đi vào trong đó nên là khó có thể đào thoát. Hắn mới đi không tới được 100 thước, ta ở trên thân đàn ít nhất 400-500 đạo. Tinh thần uể oải đau như kịch liệt, Trương Huệ đầy mề muội, hắn đã định buông tha, trước tiên lui ra ngoài rồi lại nói sau. Mà đột nhiên, hắn như lại nhìn thấy cái gì đó, đồng tử không khỏi rụt lại. À, gì? Dưới sự kích động kịch liệt,
vua hồn tựa hồ là có chút không có chịu nổi, như là sắp muốn tản vỡ. Thiên thiên thải độc lại có thể sợ hãi những cái lực lượng lôi đỉnh này thu lại vào cùng một chỗ. Vội vàng nội thị ở phía hồn thể, nắm đấm của hắn không tự chủ được mà siết chặt lại. Lúc trước, thiên thiên thải độc ở trong cơ thể kiêu ngạo không có ai bỉ nổi, giờ phút này lại đang trồng chất ở chung một chỗ, giống như là sợ hãi lực lượng lổ điện trôi ở một góc nhỏ lạnh run, động cũng là không dám động. Giống như là cùng với Ngụy Như Yên linh hồn giảo hòa để cho linh hồn của hắn tạo thành tiên thiên độc hồn thể. Đối với cái đạo độc khỉ này đã có áp chế thật là lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có dám làm ác. Mà bật quá, đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chỉ cần chờ đợi thời cơ, đồng dạng nó sẽ lại đánh lên ra. Mà giờ phút này, những cái thái độc kia, vậy mà là sợ tới mức trông chất vào chung một chỗ. Nếu như nó sợ hãi lôi điện như vậy, không phải hắn có thể mượn nhờ lôi đình chỉ để mới tiêu diệt nó hay sao? Thật mà có thể thành công, coi như là giải quyết tai họa ngầm, một lần vất vả suốt đời nhạt nhã, hắn cũng sẽ không phải lo lắng hãi hùng gì nữa rồi. Được, ngươi đã sợ hãi lôi đình, vậy vẫn tên là hấp thu lôi đình này. Nghĩ vậy, cô nén sự mê muội ở trong đầu, chưa nguyện cả rằng một cái, khoanh chân mà ngồi xuống. Lúc trước, hắn là hết sức tránh né lôi điện, phòng ngừa nó rơi vào ở trên người, mà hiện tại hắn lại chủ động bắt đầu hấp thu. Nhưng lượng dung nham có thể hấp thu, với lôi điện kia khẳng định là cũng đứng. Nhiệt lượng ở trong dung nham có thể tiến nhập vào hồn thể, rèn luyện vũ hồn, lôi điện kia có lẽ là không thể hoàn thành. Tinh thần tập trung, huyệt đạo ở trong vũ hồn thể toàn bộ mở ra, thiên đạo vũ hồn pháp quyết vận chuyển. Mặc dù không có pháp quyết tu luyện bản thành cấp, nhưng mà hắn vận chuyển vũ hồn công pháp hóa vào cầu trọng, mượn nhờ ngoại lực như trước có thể rèn luyện, để cho hồn thể trên này lại càng thêm phần ngưỡng thực trầm trọng hơn. Bị hắn hấp thù, lực lượng lôi điện lại giống như là con rắn nhỏ bò đầy toàn thân. Lúc trước chỉ là châm đâm đỏ đớn, mà hiện tại hắn lại giống như là bị trực tiếp ném thẳng vào trong nồi chảo, toàn thân không có một chỗ nào là không đau. Hít dài một tiếng, cảm giác cả người hắn như là muốn bị xé rách vậy. Đổi lại thành những người khác, khẳng định là không có cách nào để mà thừa nhận. Nhưng Trường Huyền, hắn tu luyện thiên đạo pháp quyết, vô luận là nhục thân hay là linh hồn, đều là kèm theo một cỗ thiên đạo ỷ vị. Hơn nữa, tâm cảnh của hắn siêu nhiên, coi như là vô cùng đỏ đớn nhưng vẫn là như trước, hắn vẫn không hề ngất đi. Lôi điện dọc theo kinh mạch du tỏa một vòng, dựa theo công pháp vận chuyển một tiểu chủ thuyền, dù đỏ đớn tuy thời là có thể ngất đi, nhưng hiện tại, Trường Huyền lại kinh hỉ mà phát hiện ra, không chỉ tiên thiên thai độc cho nên lại càng thêm phần sợ hãi, hồn thể của hắn lần nữa lại rút nhỏ một vòng. Hồn thể của hắn hiện tại đã thu nhỏ tới phạm vi tạm thước, chỉ cần hắn vận hành một tiểu chủ thiên nên là rút nhỏ đi 10cm, đã tới 7 thước 9. Mà không chỉ có như thế, sau khi hấp thu lực lượng lổ điện, tính kháng cự đối với lổ điện cũng là tăng cường không ít. Lúc trước, hắn là đau đớn khó lòng mà có thể chịu đựng, mà hiện tại, tự hồ là có thể nhịn đi được rồi. Tiếp tục! Biết rõ ngồi mải đau cũng không có làm mất đi kỹ thuật đồn cùi, coi như là môn cứu đám người ngổ sư, nhưng không cách nào kháng cự lôi điện mà nói, hắn là còn chưa có tới trước mặt, bản thân hắn nhất định là phải chết. Cũng chẳng có cách nào để mà cứu người. Nên hiện tại, Trương Huyền cũng không có sụt ruột, tiếp tục khoanh chân mà ngồi ở tại nguyện chỗ. Không trung lôi điện mạnh liệt mà tới, liên tục tiến nhập vào trong hồn phách, để cho hồn thể của hắn trở nên lại càng thêm phần ngưỡng thực. Mới đầu, hắn còn không có chịu nổi, kèm theo việc hấp thu càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh, cảm giác đau đớn cũng lại càng ngày càng nhẹ. Chờ biết là có bảo lâu, hồn thể của hắn lần nữa nổ văng, từ bản thành tấn cấp tới tổng thánh, độ cao cũng là từ 8m biến thành 7m. Đời ơi, chỉ là đi cổ ngây. Biết rõ hồn lực tấn cấp, lôi điện ở trên không trung đã không có cách nào làm cho hắn hồn mể nữa. Lúc này, Trương Huyền mới là nhẹ nhàng mà thở ra, vội vàng đứng dậy, tiếp tục mà bảy tới. Dù tiếp tục tổ luyện, vô hồn sẽ trở nên càng cường đại hơn, nhưng việc cứu người là quan trọng. Thời gian tu luyện quá dài, sợ là dù có đuổi tới, người cũng đã là chết rồi. Không sợ lực lượng lôi đỉnh nữa, tốc độ của Trương Huyền cực kỳ nhanh. Khoảng tầm hơn 10 cái hồ hấp sau, hắn đã lần đi tới địa phương đám người ngô sơn đợi lục trước. Mà nhìn thoáng qua, hắn lại nhịn không được như lồng mày lại. Chỉ thấy ở nơi kia hồn đốn, đám người ngô sơn lục trước, khoanh chân mà ngồi ở chỗ này dường thường lại cũng chẳng có gặp được nữa. Giống như là bọn họ đã là hư không mà tiểu thất. Hả? Chẳng lẽ cái tên Thành Diệp Vương kia đã trở lại đổi sao?
khuôn mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Chư vị vừa nghe xong tập 295 của bộ truyện Thiên Đạo Đổ Thử Quán. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 296 vào ngày mai. Còn hiện tại, Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.